Hay bây giờ thầy ta bắt đầu vào làm các bạn đây. Thì cái học trước là chúng ta đã học về cái hướng chiến lược, cái tổ chức hệ thống y tế. Thế thì trong cái mà cái hệ thống y tế thì ta có đề cập với các bạn là một số cái tổ chức của nó không giống với những cái tổ chức khác. Tới một trong những cái vấn đề là cái bệnh viện đấy. Trong cái cấu trúc của một cái hệ thống y tế thì khác biệt của nó với các hệ thống khác đó là nó không có bệnh viện. Thế thì cái bệnh viện đó, nó là một cái đơn vị chức năng trong cái tổ chức y tế đấy. Thì bệnh viện đấy là chúng ta có cái bệnh viện từ trung ương cho tới là tuyến huyện và tới là các y tế thị xã, nó cũng có chức năng là để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thế thì tại sao tập trung vào cái cấu trúc này? Tất nhiên chúng ta còn những đơn vị khác nữa đấy, nó có tổng cộng là tới là nó có 22 lĩnh vực đấy, nó có tổng 22 lĩnh vực y tế chuyên trách. Tuy nhiên là lĩnh vực khác của bệnh nguyên do chủ yếu là bệnh viện, và bệnh viện này là nơi các bác sĩ chúng ta sẽ công tác, chúng ta sẽ làm việc. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái bài là tổ chức và nhiệm vụ của bệnh viện đấy. Thế thì bài này tôi chỉ điểm sơ để chúng ta sơ lược một số cái giờ lên thì các bạn cần chú ý thôi, còn phần còn lại thì các bạn chúng ta sẽ là cái gọi là giáo trình đấy. Giáo trình tôi đã chuẩn bị cho cô tôi rồi, các bạn chúng ta có thể xuống đó để làm bài đấy. Rồi bây giờ sẽ nói về tổ chức và nhiệm vụ của bệnh viện đấy. Cái bài này tôi lấy cho các bạn nhiều thời gian mục tiêu học tập. Sau khi học bài này sinh viên có khả năng thứ nhất là các bạn chúng ta trình bày khái quát sự ra đời phát triển và bệnh viện và cái việc mà quản lý bệnh viện. Thứ hai là trình bày được vai trò nhiệm vụ của bệnh viện. Thứ ba là phân tải các chức năng quản lý bệnh viện đấy. Và thế là cái mục tiêu này nó có thêm cái một phần nữa là các vấn đề bệnh viện chúng ta hiện nay là đang đối mặt, hay là các vấn đề còn lại của bệnh viện đấy. Dạng bài đấy, chúng ta sẽ đi qua các phần sau đây: định nghĩa, phân quyền, phân loại tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chức năng số vòng và cái một số vấn đề của bệnh viện. Rồi bây giờ mình nói về cái lịch sử thì cái bệnh viện nó có từ thời nào đấy. Thì là có nói ở Việt Nam trước, ở Việt Nam thì theo cái tài liệu mà lịch sử lưu nhận ghi nhận lại thì vào đời nhà Lý thì đã có một cái gọi là cái bộ phận gọi là tiên thái y chăm sóc cho sức khỏe của nhà vua và quan lại đấy. Vào cái thời điểm đó người ta chủ yếu là người ta khám bệnh là chủ yếu là dựa vào những người gọi là những cái thầy đấy, cái thầy thuốc địa phương đó đấy. Và ở đây ở nhà Lý bắt đầu lập một cái bộ phận tập trung những người đó lại đấy, những người chúng ta là có cái khả năng mà do cái năng lực có cái kỹ thuật chữa bệnh tập một cái tiền là tiên thái y. Tiên thái y nó cái năng của nó tương tự như là một cái gọi là một cái gọi là gì, một khám như thế này, tương tự như một khám như thế này. Rồi vào cái thế kỷ là 14 thế thì có cái nhà sư gọi là đó, cho xây dựng hai bộ ngôi chùa, và các chùa này ông ta là phát triển cái mạng tất cả chức năng. Cái câu mà an được vị năng nhân đó là cũng cho là thầy đệ tịnh là thầy đề ra đấy. Thế thì thầy đệ tịnh xây dựng cái ngôi chùa 24 ngôi chùa này thì chùa gì mà ngoài mục đích đó là để mà kiến ra, còn cái chức năng nữa là phát triển cái phòng là phòng tổng y đấy, để mà chữa bệnh cho người dân đấy. Thì ở đây chúng tôi đã nhận các hoạt động mà chữa bệnh thời đó là thời phong kiến. Tới thế kỷ thứ 17 cái vị linh mục người Pháp tên là Nantes đã được triều đình Huế cấp đất xây dựng cái bệnh viện. Thì vào cái thời điểm này là các bạn vào triều Nguyễn đó đấy, thì sau cái đình sau thời Lưu Công Mạng thì bắt đầu cho một số linh mục là vào Nam ta lên làm truyền đạo thì chúng ta các linh mục đó có một số họ có những cái là đóng góp rất là lớn vào sự phát triển ở Việt Nam ta ngày hôm nay. Ví dụ như hệ thống chữa biến và bệnh viện là nằm một trong số đó. Nếu người trước đây chúng ta có hiểu cái mình đông người dân không biết bệnh viện là gì cả, ta cứ biết là bệnh thì đến ngày này thì nọ là chữa thôi. Khi mà tổ chức các hệ thống chữa bệnh thì cũng vậy, thế thì người ta là người ta mới thấy là đầu để là như vậy. Sau cách mạng tháng tám năm 1905 thì cái mạng lưới hệ thống chăm sóc y tế này là mạng lưới khám chữa bệnh đó đấy. Mạng lưới khám chữa bệnh nó phát triển tầm khắp và lan tỏa sâu đến huyện xã đấy. Cái này là do cái chính sách chủ trương của đảng và nhà nước chúng ta, đó là y tế
nguyên một ấp luôn, chỉ có một chỗ tổ y tế thôi, ngành thì không có đủ. Chính vì thế cho nó mới phát triển ra hệ thống phòng khám, các bác sĩ đã mở những phòng mạch tại nhà. Thực sự ngay chỗ đó là cái tuyến chăm sóc y tế ban đầu. Đây, đó là cái tuyến chăm sóc y tế ban đầu và cái tuyến nó đặc biệt đấy là nó làm việc rất là hiệu quả. Đây, nó làm việc rất là hiệu quả. Như tôi nói là các phòng khám các bác sĩ đấy. Rồi theo thống kê của Bộ Y tế thì cả nước hiện nay có gần 1.050 cái bệnh viện, đấy là bao gồm bệnh viện công là bệnh viện tư. Tuy nhiên con số này là theo số liệu tôi đọc sáng từ tra cứu, tuy nhiên không trực nhận được nguồn cụ thể, nguồn thông tin thống là hiện tại đã trên 1.100 rồi, đây là số bệnh viện 1.100 rồi. Đấy, đó là bệnh viện tư. Bệnh viện sau khi nó hoạt động hiệu quả, nhất là các bệnh viện tư, nó sẽ có xu hướng sao các bạn? Mở thêm những bệnh viện ra, để mở thêm những bệnh viện ra, ví dụ là Hoàng Mỹ, bệnh viện Hoàng Mỹ, ta có bệnh viện là Hoàng Mỹ Phú Long ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ. Đấy, ví dụ như là cái bệnh viện là bệnh viện Tuyến Mét, Tuyến Mét của Tuyến Hà Nam, ta đã tiến hành xây dựng rất là nhiều. Đây sắp tới là Cần Thơ cũng có cả. Đấy, rồi đó là nói về cái hệ thống bệnh viện, cái lịch sử phát triển bệnh viện của chúng ta. Thế thì giờ mình đã nói về thế giới. Trên thế giới thì theo các tài liệu người ta ghi chép vậy thì năm 1000 là 300, tới giờ là 137 triệu đồng viên đấy ở Sri Lanka là đã có cái cơ sở khám và điều trị cho bệnh nhân lớn thế giới. Đấy, các bạn thấy là thực sự những cái vấn đề mà tổ chức một cái hệ thống khám chữa bệnh quy mô thì không phải là chuyện mới gần đây. Thực ra nó từ thời cổ đại nó bắt đầu có rồi. Đấy, còn thế kỷ thứ 8, bệnh viện đầu tiên ở châu Âu xuất hiện ở Ý, ở San Marino, sau đó nó xuất hiện khắp ở châu Âu. Đấy, khoảng 10 thế kỷ gần đây bắt đầu phát triển sang cái Đông Á. Thực ra nói 10 thế kỷ gần đây là thế kỷ, thực ra là 10 thế kỷ gần đây có vài năm gần đây nữa, chứ nói 10 thế kỷ gần đây hiện tại là phát triển khắp thế rồi. Đấy, rồi cái chữ bằng cái chữ hospital, nó thấy là từ cái bằng cái từ chuyên nghĩa của nó là hospital thì có nghĩa là cái gì? Cái từ chuyên nghĩa là cái bệnh viện từ thiện chứ. Đấy, cái hospital là nghĩa là cái tổ chức từ thiện. Ngày nay chúng ta đó là bệnh viện. Thế thì trước đây có cái từ mà người gọi cái từ thiện của mình nó gọi là cái gì? Mình hay gọi nó là cái nhà tử tâm hay là nhà thương. Cái nhà thương này thì theo các bạn cái chữ thương này có chữ thương cũng như là chữ tình thương hay là chữ tình thương? Tình thương. Hả? Cái chữ mình nói là cái nhà thương. Ví dụ như trước đây các bạn có cái từ gì? Trước đây các bạn có nghe cái từ là nhà thương tử quán không? Thế thì chữ thương hay là cái chữ là tình thương hay là chữ tình thương? Hả? Cái từ nguyên nghĩa của nó là các bạn. Đó là cái từ đó là cái thương. Đấy, bình thường. Tuy nhiên là tại sao thì tất nhiên là bệnh viện người ta bị thương người ta mới vào. Đấy, cho nên là sao tại sao phát hiện ra làm gì các bạn? Cái thương thì bạn nghĩ là nó là bị thương. Nhưng mà thực sự ngoài bệnh viện, ngoài cái chức năng là chữa trị cho người ta về mặt thể chất, còn chữa trị là cái gì các bạn? Còn chữa trị người ta là tinh thần. Đây, chữa trị người ta là tinh thần. Cho nên cái nhà thương này các bạn nên hiểu luôn các hai nghĩa, hiểu luôn các hai nghĩa đấy. Đấy, cái nhà thương trước đây là mình có cái từ là nhà thương chợ quán. Nhà thương chợ quán hiện tại là một số người ta đề nghị là mình nên dùng cái chữ nhà thương đó đi. Nghe cái chữ nhà thương thì nó có vẻ là nó công bằng, nó xã hội hóa, có vẻ là nó bao cấp hơn, đúng không các bạn? Đấy, nhưng mà nói bệnh viện nghe nó xa lạ quá. Nghe nó nhà thương thấy nó thân thiện hơn. Đấy, như thế thì sẵn tiện thì cho hỏi luôn, không biết bạn là cái nhà thương chợ quán bây giờ nó nằm ở đâu các bạn? Bạn nào ở Sài Gòn rồi mình biết cái đó không? Mình nói nhà thương chợ quán, thương chợ quán bây giờ nó làm cái gì rồi? Sao giống như nó là bệnh viện tâm thần? Bây giờ nó là bệnh viện tâm thần, bệnh viện thế không? Đấy, cái đó là hạng liên quan của nhà thương chợ quán ngày xưa. Nó bây giờ nó tách ra làm hai bệnh viện. Đấy, đó là của mình. Rồi, cái theo dòng lịch sử đó, nó có những cái đợt cái di tích cổ đại dân y là việc sư vệ tâm để lại ở tại xã Cẩm Quan huyện Cẩm Giang Hải Dương. Đấy, đây là một số cái hình ảnh cái gì chép lại. Đấy,
khoa trước đây là cái học cổ truyền và cái là tâm lý của mình, và hiện nay đó là cái là y học là hiện đại. Thế thì nó có cái thời điểm giao khoa là khoảng thế kỷ 18-19. Thế thì năm 1906 đó, người Pháp xây dựng một cái nhà thương bảo hộ, ngày nay là bây giờ bệnh viện, ngày nay là bệnh viện Thủ Đức. Từ 1946 là do Việt Nam quản lý, mình nó tên là cái bệnh viện Thủ Đoạn. Bệnh viện Thủ Đoạn này là giáo sư có tất cầu là giám đốc. Năm 1958 đó là đổi thành bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cộng hòa Dân chủ Đức. Rồi khi đất nước thống nhất đổi tên thành bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và tắt là bệnh viện Việt Đức của chúng ta bây giờ. Năm 1863 thì Pháp cũng có xây dựng một cái bệnh viện ở cái vùng là lúc đó là họ gọi là ở cái vùng này là cái vùng là Nam Kỳ. Đấy, Nam Kỳ thì đó là cái vùng họ xây bệnh viện ở cái vùng mà ở Gia Định. Ở Gia Định thì chúng ta là ta gọi là thành phố Hồ Chí Minh đấy. Đấy, cái bệnh viện đó là bệnh viện Ra. Đấy, bệnh viện quân đội năm 1905. Bệnh viện Ra từ năm 1905 tới đây, đây là bệnh nặng. Bệnh nặng này tôi lấy từ một số cái tư liệu, các thầy. Đấy. Sau đó là chuyển từ Chính phủ Việt Nam từ sau giải phóng đến 76 và ngày nay đó là bệnh viện Nhi Đồng 2. Đó là hai cái bệnh viện cổ và ở Việt Nam Đông Bắc. Đấy. Thế thì bây giờ mình nói là bệnh viện. Thế bệnh viện có nghĩa là gì? Đấy. Bệnh viện định nghĩa bệnh viện đó là một phần nằm trong cái hệ thống y tế, là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà nước, tức là hệ thống y tế công cộng. Tôi có nói với các bạn rồi, y tế công cộng là gì? Tất cả các hoạt động chăm lo đời sống về mặt tất cả các hoạt động chăm lo về sức khỏe, đời sống sức khỏe của người dân do nhà nước phụ trách là gọi là y tế công cộng. Nhưng tôi tóm tắt là như thế, một bộ phận không thể tách rời của hệ thống y tế công cộng. Bệnh viện có cái chức năng là chăm sóc toàn diện. Chăm sóc toàn diện có nghĩa là gì? Phòng chữa bệnh và các dịch vụ ngoại trú vươn tới gia đình và môi trường cư trú. Như thế thì cái việc mà bệnh viện ấy, nó không phải chỉ là chúng ta quan tâm đến việc chữa bệnh không, nó còn phải phòng bệnh. Nó có cái chức năng phòng bệnh. Chúng ta nói là hiện nay phòng bệnh là cái do chúng ta biết là gì? Phòng làm sai. Vào bệnh viện có chức năng chữa bệnh là các phòng bệnh. Đấy, biết là trong bệnh viện tới lúc bệnh viện xảy ra là không có bệnh viện tâm y tế dự phòng gì cả, tất cả là đều là phải tham gia vào chữa bệnh, không phải là đảm luật này này. Đấy, đó là như vậy. Và cái dịch vụ ngoại trú của nó phải vươn tới từng gia đình và môi trường cư trú, tức là trong cái phạm vi của nó phải quan tâm đến sức khỏe của những người dân nằm trong khu vực đó, chứ không phải chỉ là chỉ quan tâm đến người vào bệnh viện. Ví dụ như một cái bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đặt ở thành phố Cần Thơ, không quan tâm đến sức khỏe của người dân thành phố Cần Thơ, nó luôn luôn tới môi trường từng nhà dân, sức khỏe của từng hộ gia đình, chứ không có nó chỉ không phải là nó chỉ quan tâm tới những bạn đến với nó thấy nó là như vậy. Cho nên cái bệnh viện nó có cái bộ phận là thống kê báo cáo số liệu, hay thống kê báo cáo số liệu, không phải bệnh viện nằm ở bệnh viện thông thường. Tôi sẽ nói về cái này. Rồi bệnh viện ngoài ra đây còn là một trung tâm đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu khoa học. Đấy, nó có cái chức năng đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy cho nên khi mà các bạn chúng ta đi thực tập đó, nếu mà đi đến các bệnh viện thực tập, các bệnh viện nào được nói các bạn đã. Đấy, không có bệnh viện nào, tôi nói là tôi chuyên tắc nha, là không có bệnh viện nào là được nói các bạn thực tập cả. Bởi vì bệnh viện có cái chức năng đó chính là đào tạo. Đấy, đào tạo bởi vì cái ngành y chúng ta, các bạn biết ngành y của chúng ta là một ngành khoa học và nghệ thuật, nhưng mà nó đặc biệt hơn các ngành khác là ở chỗ nó học, nó phải đi đôi với hành. Y đạo phải chỉ là nó tự nhiên biết, không có một bác sĩ nào mà được học người chỉ toàn được nhận được. Đấy, đó là như vậy. Cho nên cái bệnh viện đó là một phần không thể thiếu của đào tạo y khoa, không thể thiếu của đào tạo y khoa. Đây là cái định nghĩa của bệnh viện. Đấy, các bạn nhớ cho tôi ba điểm. Thứ nhất, bệnh viện là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe, và bộ phận không thể thiếu của hệ thống y tế sau thế cho các vùng này. Chức năng chăm sóc toàn diện, phòng bệnh, chữa bệnh, quan tâm đến sức khỏe từng hộ gia đình trong khu vực quản lý, và bệnh viện còn là một trung tâm để mà đào tạo nhân lực y tế. Đấy, và những khoa học. Rồi, yêu cầu thiết kế của cái bệnh viện
bệnh viện. Tắt. Rồi, bây giờ mình nói về cái yêu cầu thiết kế một cái bệnh viện. Thì cái địa điểm xây dựng của bệnh viện yêu cầu là cái nơi ở cao ráo, sạch sẽ, thoáng khí, có nhiều cây xanh. Đây, xa nhà trẻ, xa trường học, xa nơi ồn ào, có nhiều khói, bụi, khí độc. Đây, thì chủ yếu là cái vấn đề cao ráo, sạch sẽ là để chủ yếu là cho bệnh nhân ở đó. Đây, còn thứ hai là nó xa những nơi mà nó ồn ào ra để tránh là làm việc cho bệnh nhân. Đấy, và tranh và các nhà trẻ trường học vân là để tranh gì tranh chủ yếu là để mà thì cái đó là cái vùng lây một vị đó vùng lây tranh sai cái nhà trẻ trường học là điều tất yếu cái này mà chúng ta tự suy nghĩ được nha. Xa nhà ga bến xe khu công nghiệp xa các bãi rác để nuôi những cái rác vân vân. Tiếp theo là ở cái vùng mà ở vùng là trung tâm dân cư đấy các bệnh viện lớn các bệnh viện mà và là các bệnh viện mà đa khoa thì tốt nhất là nên gần cái khu dân cư để khi có thể thực hiện cái hệ thống mà sơ cứu cấp cứu khẩn cấp với một cái bệnh viện mà đặt xa quá thì sẽ chỉ trong khu dân cư đó mà người ta bảo người ta có bệnh người ta là bệnh viện bệnh nội các bạn biết rồi trong một số trường hợp là chúng ta có cái khái niệm trong y khoa có cái khái niệm là giờ vàng đấy đấy khi mà vừa xảy ra cái tai nạn hay là cái mà tai biến gì đó nó làm cái bệnh một cái mà nhận diện bệnh viện không kịp là nó là bệnh nội đấy nguy cơ là sống sót của mình rất là thấp cho nên bệnh viện tốt nhất là nên trung tâm điện tử sao cho tất cả sao cho là tất cả các hộ dân có thể di chuyển nó một cách thuận lợi dễ dàng nhất. Tuy nhiên nó cũng có một số ngoại lệ ví dụ các bệnh viện truyền nhiễm bệnh viện lao tâm thần là phải xa như điện tử chỉ có 1.000 mét là rất là thiệt xấu đấy. Thế thì các bạn thấy là bệnh viện tâm thần có một thơ nó nằm ở cái cầu xấu kể từ lúc đầu thì tâm thần kể từ nhà dân bệnh viện lao cũng vậy. Thế bệnh viện lao cũng như một giáo tập là hồi phúc hoặc là bệnh thủy. Bệnh thủy thì tất nhiên là nó xa, không có bệnh thơ đâu. Nhưng mà cái hệ thống cho cái dân cư của mình cũng không có bệnh thơ càng không càng tăng. Bắt đầu bệnh thủy đã thành cái trung tâm của mình. Cái trung tâm được tới bây giờ bệnh viện lao, bây giờ thì tốt ở dưới ô môn chứ. Thế là như vậy. Và nếu mà ô môn phát triển nó dài nữa, thế thì được cắt là như vậy. Thì các bạn thấy là các bạn trung tâm ở bệnh viện lao ở dưới hậu gian đó, nhưng lao nó nằm ở đâu? Đấy nó nằm cách cái thành phố trung tâm của Vị Thanh là cái chỗ con rồng mà cái đồng hồ các đồng hồ quay quay đó, cách đồng hồ cái chỗ tính ra là 3 cây số, đấy nó cách cái chỗ đó 3 cây số, rồi cái bệnh viện mà Gia Liễu với Tâm Thần đó, các bạn thấy lực động nghĩa lý do đó, cho và đang bị xây dựng mới thì không gì chỗ đó ngay trung tâm thì sao mà để cái lòng thành cho mà để cái gia đình tâm thành đó được để có lần sau và xung quanh có vườn cây bảo vệ từ khoảng 15 tới 30 mét tôi nhất đó là nó tạo ra một cái là cái không nó tạo ra cái không gian cho bệnh nhân thấy nó không quá là gần khu dân cư thứ hai là nó cách ly không thể lây truyền đây rồi phân tuyến hệ thống bệnh viện cái hệ thống khám chữa bệnh chúng ta đã có 3 tuyến từ thấp tới cao các bạn gọi là tuyến y tế cơ sở tuyến tỉnh huyện và tuyến trung ương có 3 tuyến bệnh viện tuyến 1 là tuyến cơ sở gì đó đấy tuyến cơ sở là bao gồm các bệnh viện hạng 3 và bệnh viện quận huyện thị xã bệnh viện đa khoa khu vực chuyên huyện bệnh viện ngành và bệnh viện và tư đấy đó là cái dịch vụ và khám chữa bệnh cơ bản nhận bệnh cộng đồng hay được các trạm y tế đây là tuyến đầu tiên cái tuyến cơ sở đấy sau đó thì lên cao nữa đó là tuyến giữa đó là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đấy bệnh viện chuyên đa khoa tỉnh chuyên khoa tỉnh bệnh viện tư bệnh viện ngành phục vụ trung ương đặc biệt là bệnh viện hạng 2 trở lên đấy đã có cái dịch vụ khám bệnh chữa bệnh kỹ thuật chuyên khoa đây là cơ sở thực hành cho sinh viên chuyên ngành y dược đấy thế thì nguyên tắc của sinh viên ngành y dược đó là các bạn có thể thực hành từ bệnh viện hạng 2 trở lên đấy
không thực hành ở bệnh viện hạng ba. Các cái thuật gọi là tạo lập cái mạng tạo sang của các bạn đi xuống thực tập ở cái bệnh viện mà hạng ba và bệnh viện mà đi đầu ở trường hợp này các bạn có thực tập cộng đồng, có thực tập cộng đồng các bạn xuống bệnh viện và các tuyến từ y tế cơ sở có thực tập thôi, còn tất cả các thực tập khác các bạn phải điều từ bệnh viện hạng hai trở lên. Rồi bỏ một tuần có ít nhất một cái bệnh viện đa khoa quy mô từ 300 đến 800 giường, theo tỷ lệ là 1 giường trên 1.600-1.800 giường. Nếu như mà cái nơi nào mà quy mô là những mà dân cư càng đông thì cái số lượng bệnh giường nó phải càng tăng lên. Đấy. Các bạn thấy giả sử mà dân cư đông mà tại sao là cái giường thì nó hay lắm cái mật độ dân cư? Đấy, đó là do cái nhu cầu chăm sóc trung bình của người dân. Ngoài ra nó còn đáp ứng chỉ trong cái trường hợp mà xảy ra dịch hoặc là thảm họa. Đấy, ví dụ như là có trường hợp là năm 2007, 2008 nó có cuộc sạch cộng hơn. Để mà đáp ứng một số lượng dường bệnh theo mật độ, có thể là yêu cầu cái sức khỏe nó còn cao nhưng bắt buộc nó phải là có để sử dụng dự trù bệnh cần khẩn cấp. Rồi cái bệnh viện là tuyến ba, cái này tuyến này gọi là tuyến vương đấy. Đây là bệnh viện hạng một hoặc là hạng đặc biệt, thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa sâu và nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu học thì do là như thế thì tất nhiên là các bệnh hạng người ta chuyển ở đây, người ta viện và những quy trình thông thường người ta chuyển từ cái bệnh viện đến cơ sở trước, nhận sơ cứu cứu chuyển chuyển lên cái tuyến là tuyến hai là tuyến tầng nếu mà là một là nó chuyển lên trung ương. Đây là như vậy, quy trình như vậy nó sẽ giảm tải và nó không căng chức năng rõ ràng. Thế tuyến ba là tuyến trung ương, tuyến bệnh viện hạng đặc biệt đấy, thì người ta là bàn tay chân người ta có những nghiên cứu khoa học để phục vụ sức khỏe nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên các bạn thấy thực tế có bao giờ là như vậy không? Người dân mình có thấy bây giờ là chúng ta hãy bệnh cái là mặc dù có cơ chế bảo hiểm y tế rõ ràng hay là không chúng tốt rõ ràng là những bệnh là thứ kiếm nó nhẹ những cái biến mà cái cuối thời điểm thấy người dân dẫn cái việc là nó quá tải. Rồi đây là cơ sở thực hành cho sinh viên các trường đại học y dược. Đây quy mô từ 500 tới 1.500 giường. Đây rồi bây giờ tôi nói về hết cái phân tuyến mình có 3 tuyến. Thì giờ tôi nói cái phân hạng, các bạn lưu ý là cái phân tuyến và phân hạng nó khác nhau nha các bạn. Tuyến chúng ta có tuyến cơ sở, tuyến tỉnh và tuyến trung ương, nhưng hạng chúng ta có các hạng là 1, 2, 3, 4. Nó đi ngược đi đó, nó ngược như thế này nè. Bây giờ tôi nói một tích trước, cái việc phân hạng là để hoàn thiện cái tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng công tác. Thứ hai là để đầu tư phát triển các đơn vị sự nghiệp y tế trong từng cái giai đoạn thích hợp. Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế và xây dựng kế hoạch đào tạo và dự bố trí lao động thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức trong ngành y tế. Các ngành thì nó tóm gọn như thế này, đấy là ví dụ như là tôi là bệnh viện bệnh viện ví dụ là bệnh viện là hạng hai thì thế là bệnh viện hạng hai ta quy định là trong bệnh viện nó có bao nhiêu những người sau đại học đó thì họ sẽ tiến hành quy hoạch của tôi là đi học đấy một năm thì là có bao nhiêu suất và phải đi học sau đại học vân vân. Đấy, cái phân tuyến là để khi người ta phân chia các tuyến kỹ thuật ra, phân chia nhân sự ra cho nó đồng đều. Đấy, chủ yếu là để phục vụ nó tốt hơn thôi. Thế thì chúng ta có phân loại gọi là phân hạng đó. Ở Việt Nam chúng ta chỉ là 4 hạng. Bệnh viện hạng 1 là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phục vụ y tế. Bệnh viện tỉnh, thành phố, trung ương. Đấy, ví dụ như là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện nhiệt đới. Đây là cái hình ảnh cái bệnh viện tới. Đây là bệnh viện là hạng một. Đấy, tất nhiên là cái hạng này nó sẽ gắn liền với cái cơ cấu nhân sự và các cái danh mục kỹ thuật nó có thể là cái hiện tại điểm khác nhau lớn nhất của các bệnh viện. Chúng ta cái mạng là danh mục kỹ thuật có những kỹ thuật cao các bệnh viện tuyến cao mới làm được, thấp không nên nó không làm được. Ví dụ như là ở bệnh viện chính quyền mà như là cái bộ thẩm mỹ đã vào rồi đấy. Mình đặt rồi có cái ở Nghệ An, cũng nhận vào Nghệ An năm ngoái đó. Có cái việc là bệnh viện, đó là bệnh viện huyện, bệnh viện Hồ Chí Minh, đi làm cái phẫu thuật thẩm mỹ đấy, làm cá, đi làm cá, cái phần hàng kỹ thuật mà ra cũng phải làm cá, đi làm vui. Kết quả là tỉnh báo. Rồi, bệnh viện hạng 2, đây là các bệnh viện là chuyên khoa tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, các bệnh viện khu vực, bệnh viện ngành có khả năng chuyên môn, cán bộ đa khoa, chuyên khoa, trang thiết bị thích hợp đủ khả năng hỗ trợ cho bệnh viện hạng ba.
à, ví dụ như ở đây là bệnh viện là đang bằng cái lông em các bạn đấy để nhau lại. Rồi tiếp theo đó là bệnh viện hạng 3 và hạng 4, à, đây là đơn vị độc lập hoặc một bộ phận của trung tâm y tế huyện thị hoặc là cái bệnh viện là ngành. À, cái chức năng là để cấp cứu chữa bệnh thông thường, chỉ đạo chuyên môn đối với y tế xã phường, công năng lâm trường, xét nghiệm trường học để cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu. À, đây là bệnh viện của tuyến cơ sở. Đây như là một số cái trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc là những bệnh viện hoặc là một cái tuyến chăm sóc ban đầu đó, tuyến ban đầu đó. Đấy nó là như vậy. Đấy bệnh viện tuyến cơ sở. Rồi cái đó là bệnh viện hạng ba, nhưng mà thực ra nó bệnh viện hạng bốn cũng có. Nếu mà bệnh viện hạng bốn thì nó thường là các cái không phải là bệnh viện hạng bốn nữa mà là cơ sở chăm sóc y tế mà hạng bốn thì ở khu vực mà cái tỉnh Hậu Giang chúng ta là cái cơ sở y tế hạng bốn là cái trạm y tế. Rồi nó có một cái loại nó đặc biệt rất một tí, đó là bệnh viện tuyến tương đương. Thì thực ra cái từ này nó sử dụng cái từ mới, thực ra không có từ để loại này, cũng không có văn bản chính thức. Đó là cái trường hợp gì các bạn? Các bệnh viện không nằm trong hệ thống công lập nhưng mà nó xếp tương đương hạng. Đấy, ví dụ như là bệnh viện gì? Bệnh viện Đại học Võ Thị Sao. Cái tai này nó không xếp 1, 2, 3, 4, không nằm trong hệ thống có lợi thế hạng. Nhưng mà các bạn khi mà là một người to là làm cái hồ sơ để cho nó đó, thì người ta nói là bệnh viện này nó tương đương, nó xếp là tương đương hạng thôi. Đấy, nó có thể thực hiện được một số nhiệm vụ kỹ thuật nhưng mà nó không nằm trong hệ thống của bệnh viện cao, cho nên không còn hạng. Đấy. Rồi, bây giờ mình nói về cái mô hình chăm sóc sức khỏe. Đấy, mô hình chăm sóc sức khỏe thì này là cái sơ đồ vẽ ra là để các bạn thấy là gì? Theo cái số lượng, cái tam giác của hình ảnh là số lượng và cái số lượng của bệnh viện nó tương ứng với số lượng là bệnh nhân tiếp nhận. Đây, thế thì cái nơi tiếp nhận nhiều nhất chính là các trạm y tế xã phường. Tất nhiên số lượng bệnh nhân vào các trạm y tế xã ít nhưng do các mạng lưới nó rộng. Đấy, cho nên nó tiếp nhận nhiều. Đấy, ví dụ như trong cái cơ thể của bạn nó là nó có các bạn rồi tổ chức cái một tổ chức học này nó giống như là cái một sự lý học của bạn đó. Cái trạm y tế xã phường và cái trường nó giống như này không bao mạng gì. Đây, nó máu của nó thì ít mà dòng chảy thận nhiều. Đấy, nó tắm lại ra hoặc bệnh nhân nó tiếp nhận bệnh viện. Đấy, tiếp theo là tới bệnh viện quận huyện. Đấy, và tới tiếp theo nữa là gì? Là tới bệnh viện đa khoa khu vực và cuối cùng là bệnh viện chuyên khoa trung ương hoặc là bệnh viện đại học y, bệnh viện học y và các cái nơi mà nó chuyên về cho sinh viên và cái nghiên cứu đó. Đấy. Rồi, các bệnh viện tuyến 3 là bệnh viện trung ương, bộ y tế trung ương, tuyến 2 là sở y tế tỉnh thành, bộ y tế tỉnh thành, tuyến 1 là trung tâm y tế khu vực của quận huyện. Đấy. Thì những tên này nó đều có một cái chức năng chung hết, đó là ngoài cái việc khám chữa bệnh, dự phòng ra còn là nơi thực hiện cái chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Các bạn chúng ta mà các bạn có học không có chưa chương trình mục tiêu y tế quốc gia chưa không à, học không chương trình mục tiêu y tế quốc gia rồi, rồi sau đó là phải học lại cái môn tổ chức y tế xong rồi nghèo gì cái điều kiện tiên quyết của cái chương trình mục tiêu y tế quốc gia là tổ chức y tế mà đã đủ này. Đấy. Đây, cái chương trình mục tiêu các cơ đó thực hiện cái chương trình mục tiêu tế quốc gia, ví dụ như là tiêm chủng, lao, HIV, rồi chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe bằng các em, vân vân. Đấy, thì nó đều là thực hiện. Đấy. Thì tất nhiên là một cái nhiệm vụ của chương trình tiêm chủng thì mỗi nơi thực hiện khác nhau, vô thì nó nhận ơn lớp bài đi học đâu không biết học đạo thì tất nhiên là những người đó chưa thi thì để quốc gia chưa thi chín tháng 12 rồi giờ mình nói về cái tổ chức bệnh viện đi. Đấy, mình nói lòng vòng mình nói về cái tổ chức thì cái mô hình tổ chức bệnh viện được chia làm ba tổ chức. Thứ nhất đó là cái phòng chức năng, cái sáu này là có hành chính. Thứ hai là có lâm sàng, các bệnh viện tầng ba nội các lâm sàng nhận. Đấy, bệnh viện nào cũng chia làm ba khối này, tuy nhiên là có sự quyền, có gia dạng quyền.
Đấy, em thấy chưa? Đúng rồi, em... Các phòng chức năng là bao gồm các phòng này, phòng kế hoạch phòng nào. Đấy, các phòng này hiện tại là các phòng tôi đang làm. Rồi thứ hai là phòng hành chính quản trị, phòng tổ chức cán bộ, phòng điều dưỡng, phòng chỉ đạo lý, phòng quản tư, phòng y tế, phòng quản trị kế toán. Đấy, là các tên các phòng này nó nói là các chức năng của các phòng đó. Đấy. Các khoa, rồi thứ ba là khoa học tổng hợp, truyền nhiễm, khoa nhi, ngoại tổng hợp, khoa sản, thì những cái khoa của mình là mình gặp anh cũng cùng một lúc kia thấy cho nó với các bạn đơn vị tùy của bệnh viện mà nó có là nó thay đổi khác nhau đấy, nhưng mà người ta nó cũng phải có những cái như thế này đấy. Rồi liên khoa tai mũi họng cái thằng mặt mắt thì cái này là thuộc cái này là những thao lẻ, tuy nhiên một số bệnh viện nó cũng tách ra đấy, nhưng mà đủ nhân sự thì tắt ra. Rồi cái khoa là xét nghiệm thì đặt bên khối cận lâm sàng, cho có nặng hai cái bệnh dễ phẫu bệnh đấy, xét nghiệm cho có nặng dễ phẫu bệnh ba cái này là con được cái là bệnh cận lâm sàng. Rồi cái khoa là chống nhiễm khuẩn, cái khoa là đơn vị là kiểm soát khuẩn đấy. Rồi cái khoa là khoa dinh dưỡng và khoa dinh dưỡng ở một số bệnh viện đã gọi các khoa dưỡng, khoa dưỡng là cũng giờ là có luôn đấy. Rồi lấy cái ví dụ này, đây là cái tổng cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đấy. Từ ban giám đốc thì các bạn có gì cái trung tâm y tế đó, cái trung tâm y tế thì nó hơi phức tạp hơn tí. Tôi nói với các bạn rồi, bây giờ anh em có ví dụ mà tắt rồi cái đã rồi giờ gọi vào thế là cái trung tâm y tế nó vừa chức năng là chữa bệnh cho bệnh viện, phòng bệnh, trung tâm y tế dự phòng. Đấy, nó có phòng kế hoạch tổng hợp, tổ chức hành chính, tổ chức kế toán, rồi phòng là cái chỗ này là cái chỗ truyền thông sức khỏe thứ tư gì vậy. Rồi cái khoa là ví dụ khoa kiểm soát dịch bệnh HIVS, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế công cộng, khám bệnh, cấp cứu, khoa y tế công cộng, nội vi nhiễm ngoại vân vân. Đấy, nó phân ra cái này là một cái cấu trúc của cái gọi là trung tâm mà y tế tất cả vừa dự phòng vừa là cái bệnh rồi đây. Cái này thì các bạn thường gặp ở cái dạng như là cái dạng là tuyến cơ sở, còn ở đây là thường cái thay dưới này là tuyến và tuyến tầng đây, thay dưới cơ sở. Còn thấp hơn cái trung tâm y tế nữa là phía dưới, nằm phía dưới của nó thì các bạn chúng ta có cái trạm y tế này, cái cơ cấu của sơ đồ tổ chức của trạm y tế đấy. Trạm y tế là không có cần gọi là nhiều tập đấy, một là trưởng trạm đấy, một trưởng trạm, một phó trạm và phải có sự có đồng viên đấy, có những cái quan trọng khi có bác sĩ chữa bệnh là được đấy. Rồi dưới là đó là cái áp. Rồi bây giờ nói về chức năng và nhiệm vụ của cái bệnh viện thì nó có bảy cái nhiệm vụ, các bạn nhớ. Thứ nhất là khám chữa bệnh, tiếp nhận cấp cứu, nội trú, ngoại trú, tổ chức khám và tiếp nhận sức khỏe. Thứ nhất. Thứ hai là đào tạo cán bộ. Thứ ba là nghiên cứu khoa học. Thứ tư là chỉ đạo quý hệ thống bệnh viện tổ chức theo hướng kỹ thuật tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật phía dưới. Ví dụ như ở các bệnh viện là ví dụ như bệnh viện bỏ thực quản, chúng ta có thực hiện một cái ca mổ mà nó cần có sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ đem công văn ra ký đóng dấu, giám đốc ký đóng dấu, sau đó trong bệnh viện mang lên cái bệnh viện chúng ta phải chuẩn bị cái này nhà hỗ trợ. Đây trước đây tôi đi làm cái đó đã làm rồi, thì lên trên đó là cái phòng chỉ đạo quý đó, nó có một phòng chỉ đạo quý đấy, phòng chỉ đạo quý các bạn chỉ căn rồi hỗ trợ giúp người sinh viên tập ra, nó còn có cái như là các bạn nó còn cái căn là hỗ trợ chuyên môn, cho nên nó có tên chỉ đạo quý. Đem cái tài liệu lên trên đó thì lên trên đó bác sĩ các bạn là cái phòng chỉ đạo quý xác định là phải có đốc thì quyền xem là bác sĩ nào sẽ được hỗ trợ mức độ nào ra sao đấy, đó là chỉ đạo quý tiến trên hỗ trợ phía dưới đấy. Rồi cái chức năng thứ năm đó là phòng bệnh, là song song với các chữa bệnh nhà nó có chức năng là phòng bệnh. Thế thì bệnh viện phòng bệnh ra khi mà có bệnh tới anh có chức năng là báo cáo về những cái trung tâm y tế dự phòng, biết là trường hợp các bệnh dịch chẳng hạn như
như là trong cái trường hợp tiếp nhận trong cái mùa mà tai biến miệng với cái mùa là bệnh thủy đậu đó, khi mà bạn tiếp nhận cái ca đó có cái thông báo thì sẽ từ cái sở y tế xuống cái chuyện báo cáo là các bệnh viện có thể bạn là giờ hiện tại trong cái mùa dịch là tai biến miệng, nếu anh tiếp nhận ca nào mà cái báo cáo ca đó thì từ sở y tế sẽ đưa qua trung tâm y tế dự phòng để mà bạn tổng kết số liệu để mà tiến hành điều toàn cắt tóc có thể đó một bạn đấy. Rồi hợp tác quốc tế theo quy định của nhà nước thì hợp tác quốc tế thì nó tương đối nó dài dòng lắm, nó có cái quy định riêng về hợp tác quốc tế. Rồi quản lý kinh tế của bệnh viện là thực hiện nghiêm chỉnh quy định nhà nước về thu chi ngân sách, cái này thì nó có lẽ là bệnh viện chi tiêu công đấy, còn cái tư thì nó có quy chế của thu chi ngân sách ra đó, nó cái mặt tư khác. Rồi bảy chức năng đó, bảy nhiệm vụ. Rồi chức năng và nhiệm vụ một số phòng của bệnh viện. Các bạn có nói về các khoa lâm sàng, chúng ta không cần nói thêm, các bạn có đi nó quá nhiều rồi, nhưng mà có một số phòng tôi cần phải nói cái chức năng của nó cho các bạn biết để sau này các bạn đi thực tập chúng ta cần liên hệ nó dễ dàng hơn. Đấy, trước tiên là phòng của bạn học nào, giả sử nếu tôi là một khi đi tôi thực hiện tôi đi thực tập này thì vì các phòng của bạn học nó có cái các cái nhiệm vụ gì đấy, nấu là để tôi biết khi nào cần thì dài nha, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch hoạt động. Ví dụ ngày xưa đi hướng dẫn giờ các bạn là đi thực tập đó là phải đem sách công văn qua phòng của bạn học trước đấy, sau khi ban phát huy rồi tôi không qua tổng hợp, tôi không qua tổng hợp, cái người của không qua tổng hợp thường trưởng phòng và phó phòng, thường sẽ có một phó phòng khi mà đào tạo, nếu mà có bệnh viện có không như đào tạo lâu năm, đương nhiên cái phó phòng đó thì phó phòng đó là sẽ hướng dẫn cho các bộ phận là anh sẽ đưa sinh viên anh đi sao đấy, và sẽ nói cho là nói với các phòng ban khác, nói với các phòng khoa lâm sàng đó. À, chính vì vậy nên có một số trước đây có một trường hợp giải thoát được người ấy, là sinh viên đi tới khoa nó là gì phòng của tổng hợp không thông báo nên họ không biết đấy, cho nên phòng của tổng hợp là nơi phổ biến thiết kế hoặc hoạt động cho khoa đấy, tổ chức theo dõi đánh giá việc thực hiện kế hoạch, rồi tổ chức cái đào tạo liên tục rồi đánh giá công tác chuyên môn triển khai nghiên cứu khoa học đấy, phối hợp giữa khoa phòng giữa bệnh viện với bệnh viện và phối hợp với phòng và chỉ đạo tuyến có nhiều hơi hai cái đồ này có luôn luôn đấy đấy, ví dụ như là sinh viên các bạn khóa năm các bạn tâm lý thực tập thêm các bạn chơi chạy lên ngày ấy chạy vô văn phòng của khoa đi nhưng mà chúng ta nhớ đó là học cho tổng hợp đấy, các bạn thấy cái học hoành tráng không nó quen có mấy người rồi. Tiếp theo là tổ chức hợp tác quốc tế và kế hoạch đảm bảo lưu giữ thống kê khai thác hồ sơ bệnh án, giúp cho các tổ chức công tác xây dựng công tác chuyên môn, xây dựng quy hoạch và phát triển bệnh viện, tổng kết công tác điều trị định kỳ theo yêu cầu và giúp cho các bệnh viện phòng chống thiên tai thảm họa. Thì cái phần mà các bạn học nó có một cái chức năng là chức năng thống kê, thì tôi lúc mà tôi làm cái phần này thì tôi làm ở cái phần thống kê đấy, thì công việc chủ yếu của tôi là gì, tiếp nhận thông tin bệnh tật số liệu từ các khoa về và tôi tiến hành tổng hợp báo cáo để lên bệnh cấp để lên bác sĩ báo cáo lại cho bác sĩ đây đây một lần tổng hợp ngành công việc cái số liệu của bệnh viện bao không hồ sơ bao la, thế mà bạn không có một phòng mà bạn tổng hợp tại rồi cũng không có chuyện cần rồi sao cả đám nhóm nhà mình chỉ mà đây, cho nên cái phòng của bạn tổng hợp nó rất là quan trọng. Người ta nói là gì, thế mà bạn cao cấp là cái trái tim của cái bệnh viện hoặc cái bệnh nhân nó là một ngày nó là một ngày đấy, tất cả những cái kế hoạch lên bài tóc này đấy. Rồi phần hành chính quản trị đây là cái nơi mà kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị nếu mà gan kia là một lo về hàng sổ sách giấy tờ liên quan đến gan này nó liên quan đến thiết bị gì hơn đấy, kiểm tra chế độ bảo quản vận hành máy móc thiết bị, quản lý nhà cửa kho vân quản lý phương tiện vận tải, tổ chức thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo đầy đủ cái nước sạch cung ứng điện và cái nơi hấp xỉ vận xử rác thải của vân đó ngành của gan là ngành của quản trị đấy. Rồi đảm bảo môi trường sạch sạch đẹp, tổ chức tốt công tác quản lý công văn đi đến đảm bảo công tác tiếp khách, tổ chức hội nghị, đảm bảo công tác trật tự an ninh, các hoạt động kỳ tổ chức cung cấp cung sắm vật liệu vật tư xây dựng những vật tư hao và các vật tư là vật tư không dùng đấy. Thế thì các bạn chúng ta biết là sau này ví dụ như mình đi cái công tác của các bệnh viện đấy,
quản lý quản lý trong người ta đúng quản lý công tác các đơn vị chúng ta cứ liên hệ vào các quản lý cho sinh đóng cái giống của mình okay. Để thấy những ngày học cái này cũng tốt okay. Để sau này dù có gì cũng dài rồi còn những cán bộ là hơi lắm kế hoạch tổ chức bộ máy nhân sự về giám đốc xét tổ chức thực hiện xây dựng lề lối làm việc có quan hệ công tác giữa các khoa phòng tổ chức thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về y tế đối với cán bộ công chức viên chức để tổ chức bảo vệ chính trị nội bộ quan hệ chặt chẽ với đảng chính quyền địa phương phối hợp các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua học tập thời sự chính trị nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm phục vụ phối hợp các khoa phòng đề xuất và giải quyết những vấn đề liên quan đến người bệnh chuyển chính sách xã hội ở đó là phòng tổ chức cán bộ rồi nói là xa xôi quá thì mình nói tới cái phòng là mình nhất định phòng điều dưỡng tổ chức chỉ đạo chăm sóc người bệnh đôn đốc kiểm tra giám sát điều dưỡng hộ lý thực hiện đúng quy trình kỹ thuật quy chế chuyên môn rồi làm cái chương trình tổ chức huấn luyện nâng cao kiến thức kỹ năng kỹ đức cho điều dưỡng và hộ lý đấy kiểm tra tay nghề điều dưỡng trước khi sử dụng tham gia chương trình kiểm tra và sử dụng bảo quản thiết bị y tế và tự tiêm theo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh định kỳ sơ kết tổng kết đấy rồi tiếp theo là những cái phòng chỉ đạo quý à phòng chúng ta đã có giới thiệu với các bạn rồi à, cái phòng này là gì lập kế hoạch chỉ đạo dưới để cho các phê duyệt tổ chức thực hiện theo dõi đôn đốc kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc phối hợp chuyên khoa tổ chức thực hiện và đào tạo liên tục cho các bộ phía dưới của khoa học để tổ chức là sơ kết tổng kết rút kết kinh nghiệm tổ chức thống kê lưu trữ hồ sơ quy chế thực hiện đấy rồi phòng vật tư trang thiết bị y tế chủ yếu là nó làm trên cái mảng là vật tư thiết bị thôi chủ kế hoạch tổ chức đấu thầu quy tu xây dựng lắp đặt vân vân định kỳ giám sát đấy tổ chức là về cái bảo quản sử dụng và sửa chữa trang thiết bị phòng vệ sinh kế toán thì lập dự toán ngân sách kế hoạch thu chi tạm toán kinh phí rồi tổ chức kế toán định kỳ báo cáo quyết toán vân vân tổ chức cái bảo quản lưu trữ từ tổng hợp tình hình số liệu công việc hoạt động bệnh viện đây tóm lại quản lý bệnh viện là gì là sắp xếp các nguồn lực của bệnh viện để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất mang lại tốt nhất đến cho người bệnh đây thế thôi ví dụ như là một cái sơ đồ của từ ban giám đốc xuống thì qua lâm sàng hoặc là lâm sàng phòng chức năng đấy phòng chức năng thì có các phòng tổ chức các bộ và tài chính hành chính quản trị điều dưỡng qua phòng lâm sàng thì có gì nghi sinh hóa hoặc cái quyết tâm chẳng có hạn được cái chống nhiễm khuẩn cái chất lượng là được 3 ngày là các bạn gọn vào các lâm sàng luôn đấy rồi các khoa lâm sàng thì có cơ bản là có một số khoa đấy khám bệnh cấp cứu nội sức nội tiêu hóa các khoa nội chung rồi khoa nhiễm y học cổ truyền nhi khoa ngoại đấy cái phòng mổ cái nội sức đấy rồi những khoa và cái khoa liên khoa và các khoa thiết bị thế thôi đó là một số cái khoa phòng các bệnh viện đấy rồi nhiệm vụ bệnh viện phải nhiệm vụ cấp cứu các bệnh chữa bệnh đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học chỉ đạo quý phòng bệnh các quốc tế trong ngành ngành quản lý y tế của bệnh viện thế thôi tổng kết là như thế rồi tình trạng quản lý bệnh viện quản lý có nhiều cách quản lý nếu như quản lý thông qua văn bản pháp pháp quy thì chúng ta là những hai vấn đề như thế này nhà quản lý tự vận dụng không giống nhau các bệnh viện ví dụ như một cái thông tư về quản lý thì các bạn thấy là mỗi bệnh viện nó khác nhau đấy bệnh viện tôi làm sao tôi hiểu sao tôi làm vậy đấy chính cả cái chính cái việc mà làm chính trị hành nghề bác sĩ đó các bạn các sở y tế mặc dù đã biết nhận cùng một cái thông tư nhưng mà mỗi cái nơi là có quyền làm cái việc là khác nhau đấy rồi quản lý bằng kinh nghiệm là áp đặt quan điểm cá nhân của những người đó lên nếu mà cái anh đó là có cái kỹ năng kiến thức tốt anh đã áp dụng còn tốt không có gì nhưng mà nếu nó có trục trặc gì nữa thì nó sai và cái hệ thống mạnh lắm đấy thiếu khoa học chủ quan và hiệu quả kém rồi nếu mà mình đào tạo còn thảm hơn cái kia không biết là nó làm cái gì đấy cho nên là chúng ta có cái ngành là cái chuyên ngành là bây giờ là cái quản lý bệnh viện thường là các giám đốc bệnh viện thì học bằng một cái khóa là CEO đấy là như vậy đấy thì trước đây mình là bác sĩ mình có học gì quản lý đâu tất cả các môn các bạn học thì không có môn nào quản lý để các bạn tự đi quản lý đấy môn này như là một môn mã rồi chứ nó không hướng này đó rồi chứ nó không hướng đến đào tạo quản lý gì đấy đấy là như vậy rồi qua việc quản lý ai cái chức vụ cái quản lý
sai đó. Nhà quản lý hiểu biết quản lý là cai trị đã phán là đúng sai luôn. Nhân viên hiểu rằng họ bị quản lý không có ý kiến, cái này là sai trầm trọng nữa. Và đây là ba cái quan niệm mà rất phổ biến hiện nay đấy, mà không ai không phải là dễ gì để thay đổi. Ai tính của cái quản lý thì ra quản lý ở tất cả mọi người, ai cũng đều có tham gia trong quản lý này, để các bạn quản lý thời gian, để một nhân sự là có đó một nhân sự thấp của bệnh viện chỉ làm các điều trị hơn, còn người nữ thôi cũng phải biết quản lý vật tư, quản lý thời gian. Đấy, nhà quản lý hiểu hiểu quản lý cai trị quá là cũng chưa chắc. Cái quản lý trước nay chỉ là như là một cái quy trình quản lý chuẩn thôi, đó là quản lý là không có chuẩn, tùy vào tình hình thực tế. Nếu mà nói quá là đúng chưa chắc, cái quan trọng là cái kinh nghiệm quan anh nói ra thôi, nó tất nhiên nó vẫn còn là thiếu sót và học về của mình thực tế. Anh nói là anh ở một cái bệnh viện tuyến trung ương, anh nói là những cái người ta làm như thế là đúng, anh cũng đang làm như thế chưa chắc, bởi vì cái điều kiện môi trường hay hoàn toàn khác như thế đó. Nhân viên hiểu rằng họ bị quản lý là không được đóng góp sáng kiến, nên đóng góp để hoàn thiện, không có nói không nói các bạn là nhân viên hoàn toàn không có bộ máy nào hoàn chỉnh. Đấy, còn trước trước tôi đã nói các bạn rồi, tổ chức không có tổ chức nào là hoàn hảo. Đấy, tổ chức nào cũng cần phải có sự đóng góp để cải thiện qua thời gian. Rồi về cái đời sống và kinh tế xã hội á, thì thói quen lao động và cách làm việc thì này là có vấn đề là phải thực hiện trong chúng ta hay làm gì. Đó là gì các bạn? Thường á, thì ngày làm việc và báo là 18 tiếng thế thôi. Chứ cũng không, chứ cũng không chắc. Có thể là 6 tiếng, có thể là 7 tiếng. Đấy, khi nào là có bệnh là có bệnh ra mà cần thêm thì thôi. Cái đó thì tự nhiên là nó là cái gọi là cái văn hóa này. Rồi tới cũng không biết đâu. Nhưng mà nó là nếu mà làm trong môi trường nào, nếu môi trường bệnh viện và là thì mình cứ áp đặt cho cái lối công nhân, mình nói thật với các bạn là áp một chuyện không có đấy. Thì khi các bạn chúng ta cũng sâu xét cái sao bác sĩ là đi trễ 5 phút, đi trễ 1 phút thì bạn không tính cái hôm qua là mình đấy, người ta được, người ta không càng tình trạng này, người ta hơi xíu vào thì đã thế là không được. Đấy, coi như cái gì đến vậy, không có gì đến xét thì lòng đẩy và bác sĩ chuyển đi. Đấy. Rồi tất cả các lượng bệnh viện, bệnh cũ, các cái bệnh có những vấn đề tồn tại. Thế thì bây giờ tôi nói về vấn đề tồn tại. Các bài viết xảy ra, sai sót chuyên môn nghiên cứu xảy ra, các cái cứu vụ và giải pháp đã rồi, đến được biết mấy người, lý do phải ai? Đấy, lý do phải ai? Đấy, một số nhiều hiện tượng được phát hiện. Đấy, có cả nhiều thứ trong ngành y tế, chúng ta là gì các bạn? Phong bì. Mà thực ra phong bì nó ra phản ánh hoàn toàn chúng ta chưa? 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 Đấy, bạn hiện tại đang trả lương cho một bác sĩ bằng lương công nhân, nhưng bạn bắt họ làm một bác sĩ, có nó cảm thấy là gì vậy? Đấy, ai tính cho ta được hệ số lương bác sĩ của một bác sĩ thì mới ra được 254 nhân 1.050.000 cho bao nhiêu cộng cho bạn cộng thêm 40% của các bạn thù vào lúc đó. Đấy, rồi tiếp này, vấn đề quá tải bệnh viện. Quá tải bệnh viện 2 triệu, quá tải bệnh viện 2 triệu, đấy, quá tải bệnh viện 2 triệu, tôi hỏi các bạn ấy. Bây giờ một bác sĩ và các quy định theo cái quy định mới của Bộ Y tế là tiến tới năm 2020 mỗi một bác sĩ khác không quá 35 bệnh nhân một ngày. Wow, 35 bệnh nhân một ngày. Nếu như vậy là anh phải tính được cái số lượng bệnh nhân lớn với cái phòng khám của tôi. Đấy, ví dụ như ở bệnh viện là có khoảng 1.000 khác 1.000 người, bao nhiêu bác sĩ ra cho đủ. Đấy, mà nếu mà nói là khám như vậy thì anh cũng là muốn nhanh đến tôi tin tưởng bệnh viện tôi tin tưởng một chất lượng phục vụ của tôi, chúng tôi khám cho 35 bệnh nhân. Đấy, sau đó bắt đầu bệnh nhân mới ý kiến tôi nữa, nhưng mà không phải là người này khám cho 35 bệnh nhân, người khác nữa nha. Bác về thì phải lên khám, phải lên khám 1.500.000+. Các bạn có ai mà chắc bây giờ 1.500.000 đi. Đấy, thế thì quá tải này do ai? Đấy, do ai? Ai chịu? Nếu mà thêm được 40% nữa thì 800.000. Tình trạng vệ sinh trật tự, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu nhân lực tại các vùng núi vùng khó khăn. Không được. Cái này là trong cái bài toán từ xưa lúc mà tôi nói là trong cái bài toán tổ chức y tế đã nói với các bạn rồi đấy. Tình trạng vệ sinh trật tự, tình trạng thiếu nhân sự tại các vùng núi vùng khó khăn. Tại sao? Tại sao như vậy? Đấy, một bác sĩ về vùng núi có gì khác với một bác sĩ ở thành phố? Nếu như về vùng núi mà nó cũng như thành phố cũng có lợi thì tôi sẽ về vùng núi của phục vụ
tiền cũng so với cái lượng người nghèo. Nhưng mà quan trọng là trước khi mà bán cái đủ xài đâu, bạn phải làm giàu bằng cách bạn thích, bạn không giàu thì ai giàu? Đấy, bạn không ổn thì đời sống của bạn thì bạn biết đời sống ai ổn bây giờ? Thì bác sĩ thì cũng cho chúng ta liệu có đáp ứng được cho chúng ta nhu cầu của bạn không? Đó là cái tiếp theo. Mặt trái hậu quả tiêu cực của chính sách từ bệnh viện. Cái vấn đề từ chủ bệnh viện này thì cái này nó vẫn còn hơi cắt gấu một tí. Ví dụ như cái từ chủ bệnh viện, có một số cơ sở y tế người ta cũng dần cũng tập ra khỏi cái này không có thứ trong, ví dụ là hoạt động hiệu quả. Hoạt động hiệu quả nghĩa là gì các bạn? Trước đây trong hệ thống cầm, tôi cũng còn bao nhiêu, tôi nào là bao nhiêu lương cho tất cả người xuống. Bây giờ nếu tôi cảm thấy là tôi thu đủ rồi, tôi thấy tôi thu được, tôi thấy tôi thu được cái mức mà đi tôi luôn. Đấy, thế thì tôi đề nghị tách ra làm cái hệ thống một cái hệ riêng thôi, tôi tự thu tự chi. Cái vấn đề tự thu tự chi giờ nó đang là vấn đề nóng hổi. Các bệnh viện tự thu tự chi không khác gì bệnh viện tư. Nhưng mà nếu như mà tất cả các bệnh viện công, những bệnh viện công, những bệnh viện công mà làm việc theo hệ thống tự thu tự chi đó, thì tất nhiên chỉ bệnh viện nào làm việc hiệu quả mới dám tách ra tự thu tự chi. Nhưng mà các bạn thấy nếu như tất cả các bệnh viện làm việc hiệu quả tách ra tự thu tự chi thì kết quả sao các bạn? Các bệnh viện còn lại thì sao? Mình còn lại thì tất nhiên là nó sẽ làm theo cái kiểu như là anh mới nuôi tôi, anh mới nuôi tôi, cái hệ thống nó trên tôi, thế thì cái hệ thống nó bắt đi nguồn thu mà nó phải tiếp tục nó đi về như thế, nó sẽ sụp. Cho nên vấn đề tự thu tự chi thì hiện tại nó còn đang cặn cãi, chưa đưa ra được đáp số chính xác của vấn đề này. Đấy. Tất nhiên là tự thu tự chi cái tay mà bị hiệu quả và tự thu tự chi cái tay mà bị không hiệu quả nó thu thì nó làm như thế. Đấy, ví dụ như một năm như thế nó thu vào 1 tỷ mà nó còn chia ra thứ hai thì nó không chắc chắn không tự thu tự chi. Những nơi nào á mà thu vào 2 tỷ mà chia ra thứ hai chắc tự thu tự chi. Đấy. Rồi. Tiếp theo nhé. Vấn đề còn lại. Chính sách về quản lý chất lượng, công cụ về quản lý chất lượng và cơ chế khuyến khích thúc đẩy nâng cao chất lượng bệnh viện chậm tăng hạn. Thì ra cái vấn đề chất lượng bệnh viện, mình nói từ lâu rồi các bạn, chất lượng bệnh viện, chất lượng bệnh viện là cái gì? Đó là cái sự phù hợp về sản phẩm, về cái hàng hóa đến với cái người tiêu dùng, người ta gọi đó là chất lượng. Phù hợp với các thị hiếu của tiêu dùng, người ta gọi đó là chất lượng. Tức là đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân thì đó gọi là chất lượng. Tuy nhiên năm 2014 nó bắt đầu ban hành các tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện, lúc đó là các ban hành các tiêu chí chất lượng bệnh viện đó. Cho đến năm 2016 thì nó có bản phiên bản 2.0 và 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện. Thế thì 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện nó chủ yếu là đánh giá cái sự phục vụ của anh, cái sự hài lòng của bệnh nhân, cái gọi là cái cơ sở vật chất kỹ thuật cái quy trình của anh, cái chất lượng quy mô của anh, cái đánh giá vấn đề đó. Đấy, nhưng mà đến các nước trên thế giới người ta đã quan tâm đến vấn đề đó lâu rồi, người ta đến cái bệnh viện người ta giống như là đến cái khách sạn vậy đó. Còn ở Việt Nam thì người đến là đến giống như cái gì các bạn, sự ban phát cái gì đó. Đấy, cho nên chất lượng bệnh viện Việt Nam chúng ta đi xuống từ lâu lắm rồi, bây giờ bắt đầu quan tâm kéo lên. Đấy, tôi không biết kéo tới gì, tôi không biết kéo gì nào lên thôi. Đấy, chưa có cơ chế gắn kết chính sách chất lượng với các chính sách khác vân vân. Nói chung cái vấn đề này đang không có được hoàn thiện, tôi phải không có được hoàn thiện về cái này. Đấy, đó là chính sách mà đó. Trong tất cả các môn học của y tế công cộng thì nhé, và các môn chính sách y tế. Đấy. Nhận thức của các bộ y tế đối với vấn đề quản lý chất lượng còn hạn chế. Trước đây thì mình cứ nghĩ là các bộ y tế khi mà là bác sĩ thì mình cũng là cho bệnh viện như là số 1. Đối với các nhân viên khác và kể cho các bệnh nhân, bác sĩ là số 1. Đấy. Nhưng mà thật ra cũng không phải như thế. Nhiều người người ta nói là cái vấn đề xung đột bác sĩ và bệnh nhân nó đến từ có người tất cả đều đổ lỗi cho bác sĩ hết, nhưng mà từ ai có ai có cái nhìn cụ thể, có ai có cái nhìn và khách quan thì các bác sĩ không thể áp được bác sĩ có nói làm gì không, cái chức trách của họ cao, quyền hạn của họ cao, vị trí của họ cao, đấu đầu kèm cho đó là trách nhiệm của họ rất là cao đối với các vấn đề. Đấy, một chút tôi sẽ phân tích cái vấn đề này. Nhiều lãnh đạo và nhân viên y tế chưa đánh giá đúng tầm quan trọng và vai trò quản lý chất lượng, chưa thấy mức cần thiết của việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là nhiệm vụ mang tính sống còn. Tại sao vậy các bạn? Thì chúng ta nói là nó là cái cái của đội y tế mà hiện tại y tế công. Y tế công thì thực ra nó như thế này, nhà nước chi trả bệnh viện. Đấy, bệnh viện hoạt động có hiệu quả hay không hiệu quả thì mức lương như nhau. Đấy, cho nên là gì, người ta không quan tâm tới chất lượng bệnh viện. Đấy, người ta nói là anh đến thì sửa thôi, anh đến thì sửa, nên không cần quan tâm tới cả nhân quan.
đấy, không cần quan là mình quan thì cái quan hệ tu với anh là thầy thuốc của bệnh nhân chứ không phải là quan hệ khách hàng. Những công ty khác còn cần là phải quan tâm đến suy nghĩ của khách hàng, anh cần biết khỏi bệnh không, tôi cần biết khỏi bệnh không, còn cần nhận quan thì nó được sao. Tuy nhiên đó là những cái của chuyện bên trong đấy. Và thực ra nếu mà y tế tư nó bệnh viện tư ta không có mở ra, ta không có cái lượng chăm sóc khách hàng tốt để mà cái xã hội người ta có cái hình khác về y tế, các bệnh viện công chưa chắc là phải chuyển thay đổi. Đây là cái tình trạng tôi nói với các bạn tại sao vấn đề quản lý chất lượng tư quan tâm. Đây là một cái bệnh viện mà là tuyến ở tuyến trung ương đó, đây là một bệnh viện hạng một. Các bạn thấy cái số lượng bệnh nhân đó sao các bạn? Số lượng bệnh nhân như thế này thì cần số lượng bác sĩ bao nhiêu để mà đáp ứng? Theo cái nguyên tắc đó, một cái bệnh viện như vậy đó các bạn, nếu như mà chúng ta muốn hoạt động đó, là chúng ta phải có một phòng lưu trữ, lưu trữ giấy tờ, lưu trữ hồ sơ này. Đấy, ở trong đó thì khoảng chúng ta đó là ở trên thành phố, là thành phố, thành phố là hồi xưa có một là nhân viên ở trên cái phòng quản lý cái phòng đó, là quỹ nó về cái phòng kia, phòng chúng ta quản lý nữa. Nhưng mà là gì? Các hồ sơ đó, các hồ sơ nếu như mà trong trường hợp là bệnh, gọi là bệnh có bệnh viện, có bệnh viện, có đặt hồ sơ bệnh án, các bạn là chúng ta mới lưu được là 10 năm. Đấy, tất nhiên là 10 năm, trong trường hợp có tử vong lưu được 10 năm. Bởi vì sao? Nếu có trường hợp kiện tụng xảy ra, nó sẽ quay được vào bệnh viện, bạn cần phải trụ ra được cái hồ sơ bệnh án đó. Để công an là thẩm định. Đấy, nếu mà cho nên, nó nói là các bạn mà về cái lưu trữ hồ sơ bệnh án là gì? 1.000 có biết bao nhiêu trường hợp bệnh án đúng. Đấy, nếu mà những trường hợp đặc biệt xuất viện thế chúng ta đều lưu trữ lên đó. Thế thì cái nguyên tắc lưu trữ đó, thì các bạn chúng ta sẽ lưu trữ cái hồ sơ bệnh án. Thế thì lưu trữ nó có cái kệ nó có đánh số. Ví dụ như là từng cặp số cho biết là lưu vào năm nào, cái kệ cái số, ví dụ như hai số, ví dụ như là cái hai cái số đầu tiên đó, nó chọn cái số năm, hai cái số sau nó chọn cái khoa, rồi cái số kế tiếp là thứ tự trong năm. Đấy, nó là như vậy. Nó lưu trữ và theo là cái kệ nó có cái số lưu trữ trong máy tính. Đấy, ý là lưu trữ như thế rồi. Và vẫn là ghép mạng với cái chúng ta. Xin tôi nhớ là có làm cái vấn đề là nghiên cứu là phần người này. Và đó thì cái nguyên vì mà sức quan của bệnh nhân pháp lý thì nhận quyền trong vòng 1 năm thì các bạn trong trường hợp đó là tâm lý cái gì có quyền tổng cái tâm lý có quyền là 3 lần trường hợp là mấy ngày sau. Đấy, chỉ là có số cho mình đánh số rồi mình kiếm cái đó, chỉ cái đó kiếm cái số cái hồ sơ bệnh án nó rút ra là cái câu đấy mà tiền có mấy ngàn xong đấy. Đó là các bạn phải biết đó, thì này các bạn phải cần phải đó. Thế thì theo các bạn có cách nào để mà giảm tải như thế không? Cái giấy tờ luôn thì hoàn ký bao nhiêu cho mình là các nhà các bạn sao có nhớ không? Các nhà mà là quản lý tương lai chúng ta đi công tác này chắc chắn là sau này ít nhất là cũng sẽ có là một giám đốc bệnh viện nhiều hơn là các chuyên khoa đấy để biết sao đây để các chuyên khoa